Vô vị thích cái gì? Mà vô vị hay kêu mua gì? Con chó. Con chó hả? Con chó nhỏ hả? Con chó phải không? Mua chó không? Mày coi rồi, thấy con này có được thích mua con chó không? Rồi, con nói vậy, con nói đi. I'm going to buy a cat that's named Coconut. A cat named Coconut. Ok, rồi chị hai thích chó không? Yeah, I want a cat that has more than some color. Color. It's Tracy. And Tracy, ok. And a kitty cat. Kitty cat, rồi. Nhắm mắt lại. Bây giờ nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt lại. Nhắm chó ra, không có nào mở mắt ngay nha. Nhắm mắt lại, quay mặt qua đây. Nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại, Thân. Nhắm mắt lại. Không, không, không. Quay mặt qua đây, quay mặt qua đây. Thôi quay mặt bên kia. Rồi, nè, quay mặt đứng là quay qua bển là không cho đó. Không cho con chó đó. Nhắm mắt lại. Rồi, chuẩn bị nha, hai con chó. Ê, rồi. Quay qua bên kia. Rồi. Quay qua bên kia. Rồi, chưa nha, chị nào kêu mở mắt ra rồi mới mở ra nha. Hai con chó như lời yêu cầu của các em. Daddy đã mua hai con chó rất là đẹp luôn. Rồi, chuẩn bị 1 2 3 quay mặt qua. Đen 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 đen. Chó. Chó đó. Ê. Mày em the puppy. Which one you want? Nè, nó nè đó. Nè, nói chuyện với nó coi. Nè, đi đi. Nè, chó nhỏ quá. Chó có cái chó nhỏ không? Nè, chó nè. Chó gì? Chó. Chó. Chó này gì mất. Rồi, rồi, tắt đi.